kéo bình thường đấy, máy kéo bình thường đấy, cái máy cay nó bị hỏng à, kéo bình thường đấy. Không khí hối hả trên công trường thi công đường dây 500 kV mạch 3 tại vị trí cột số 131 thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm phóng viên Báo Lao Động có mặt để ghi nhận, mưa như chút nước. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành công việc sớm nhất, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tại đây vẫn nỗ lực làm việc. Lúc thì nắng, lúc thì mưa, tầm tả trong ngày này là mưa, làm nó tiến độ nó cũng hơi chậm chậm như vậy, anh em cố gắng à, thi công trên công trường thì biết là mưa gió thì vất vả, nhưng mà cũng được lãnh đạo công ty cũng chỉ đạo xuống là quan tâm đến cái đời sống của anh em, thì anh em cũng quyết tâm là đưa dự án về đúng tiến độ. Cái thời điểm này là giờ cuối cùng của công trình thì cũng động viên anh em là ăn tại nơi, làm tại nơi, thì tối thì mới di chuyển về cái khu vực mà công ty đã làm lán trại và đủ đảm bảo cái chế độ ăn uống. Thì hiện nay như công ty cũng đã nâng mức ăn lên so với cái thời điểm ban đầu đi là rất là nhiều lần. Còn về làm tăng ca thì hiện nay như thế, ví dụ là làm tăng ca cứ một tiếng ban đêm thì là công ty sẽ tính bằng nửa ca của ban ngày. Mình đi xa gia đình này thì cháu nó nói chuyện được chưa, nó có gặp với cha nhớ nhà không? Nó quên luôn rồi. Đó là tâm sự của anh Đặng Thành Thuận, là công nhân điện từ miền Nam ra tăng cường cho dự án nhiều tháng nay. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện, giúp cải thiện khả năng truyền tải điện từ khu vực miền Trung ra miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng cao. Để đảm bảo việc thi công đạt tiến độ đề ra, hơn 350 kỹ sư, công nhân có tay nghề cao từ 31 đội xung kích đại diện cho 21 công ty điện lực thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam đã lên đường tăng cường cho dự án này. Với cường độ công việc cao, thời tiết khắc nghiệt, xa nhà lâu ngày khiến nhiều thời điểm những người công nhân, kỹ sư cũng trở nên mềm lòng. Trai của bà gặp ba cái coi, cười coi, cho vui coi nè. Nhớ ghê lắm. Thôi, ghê. Đi công trình ở trong Nam thì khoảng chừng 5-7 ngày là về nhà. Mình cũng không có vấn đề gì. Từ khi có vợ tới giờ mới đi xa cái này. Cơm nước rồi xong mình gọi, rồi tới khi anh em làm, phải ra làm với anh em. Ở chừng nào xong mới về. À, hôm nào anh về á là em nấu cơm cho anh ăn để anh khỏi ăn cơm hộp nha. Rồi ok. Những lời động viên từ gia đình, chia sẻ từ đồng nghiệp và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp là động lực để những cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động hoàn thành tốt công việc được giao. Có những cán bộ công nhân còn được người nhà trực tiếp đến thăm, tiếp thêm động lực cho họ làm việc. Có cháu rể là Nguyễn Quốc Dũng ở trong Nam ra ngoài này. Thực sự là rất vinh dự. Tự hào chứ. Thi công cái công trình này nắng nôi nó rất vất vả. Thứ nhất là nắng thì rất nắng, mưa thì rất mưa. Thương thì cũng chỉ biết thương thôi chứ cũng chả biết làm nào để giúp đỡ được, tự vì đấy là công việc của anh em rồi. Nên là thôi chỉ là một chút động lực nhỏ nhỏ động viên anh em một chút. Với tinh thần làm việc hăng say của công nhân lao động trên công trường, không ngại khó, không ngại vất vả, không quản thời tiết khắc nghiệt, tất cả là để góp phần đưa công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng hẹn.